Vâng, hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay thì lại trở lại với kênh YouTube ô tô Quang Trung thì vẫn như ngày thường. Thì em Trung chúc anh chị một ngày mới thật là vui và hạnh phúc bên gia đình. Thì ngày hôm nay thì em Trung lên sóng review tất cả cái báo giá truyền hình trực tiếp cho anh chị với vài con xe ở cửa hàng em Trung đang còn tồn tại, và cái giá truyền hình trực tiếp báo giá cho anh chị luôn nha. Thì cũng còn em Trung thì cũng hết xe rồi, thì cũng còn có vài con xe thôi. Thì đó, VinFast thì cũng 2021 thì cũng chạy mới có mấy ngàn cây số thì cũng vừa mới về rồi. Còn mấy mẫu xe nhỏ này thì thật sự là bữa nay thì em Trung cũng hết xe rồi đó, thì cũng còn mấy mẫu này để em Trung lên review. Có những xe còn và có những xe mà vừa về. Thì bước đầu tiên thì em Trung giới thiệu với anh chị thì hôm nay con Toyota Vios E nha anh chị. Xe này 2009, biển số thì cũng rất khá là đẹp. Anh chị mua về thì cũng chỉ được xài thôi, sử dụng thôi, đổ xăng chạy thôi, chứ không phải làm gì hết. Thì em Trung xe này hôm trước em Trung đã có review lên trên đó, và lúc chưa dọn thì ngày hôm nay em Trung cũng dọn xong rồi. Thì em Trung ngày hôm nay review lại con xe Vios này 2009, giá yêu thương cho anh chị 175 triệu nha anh chị nha. Xe này thì em Trung cũng vừa mới đăng kiểm xong, đăng kiểm rất là dài. Thì cái xe này thì đã có cái con Vios này đã có một cái video chi tiết trên đó rồi. Anh chị nào cần quan tâm thì alo trực tiếp cho em Trung, sẽ kết nối Zalo, em Trung sẽ chia sẻ cái đường link qua. Thì thêm cái nữa là con Kia Morning biển số Sài Gòn, một chủ từ đầu nha anh chị, rất đẹp, zin không lỗi nha. Xe này thì em Trung có quay chi tiết, có một cái video trước rồi. Thì em Trung bán cho anh chị với cái mức giá con này là 185 triệu nha anh chị. Kia Morning 209 số tự động, một chủ từ đầu nha anh chị. Rồi, tiếp theo em nữa là một cái thành phần ho lao á, để em nói là những cái thành phần ho lao mà để đưa tới cho anh Trung đã buôn bán xe. Thì mọi cái vấn đề á, tả xe thứ nhất cho nó chuẩn, thứ hai là nói đúng cái đời dùm cho em với. Thì cái xe này em Trung mua lầm chứ bán không có lầm. Thì khi về mới kiểm tra thì cái xe này nó là Kia Morning So, cái này là Hyundai Get, anh trai đó nói 2009, mà thật sự em không coi cái sổ đăng kiểm. Thì khi em coi cái sổ đăng kiểm xong rồi, xe về tới nhà rồi mới biết là xe này 2007 nha, zin không lỗi. Có một cái video là em nói là em sẽ làm một cái video là lên cho anh thấy cái anh thành phần mà bán cho em xe này á. Thì coi được cái video này thì thôi, em Trung bye bye nha, chấp nhận em Trung bán lỗ cái xe này với cái giá cho anh chị 207 số tự động, xe lỗi nha anh chị. Em Trung bán lỗ cho anh chị 125 triệu, 125 triệu nha anh chị. Hyundai Get số tự động, biển số 85 nha anh chị. Ngày trước em mua là 209, xong giờ xuống còn 207. Thêm cái nữa là zin không lỗi, mà xe này bị lỗi cái đầu đằng phía đằng bên góc đèn bên trái này, bên phải ạ. Và thêm cánh cửa em sẽ quay cho anh coi là cái xe zin không lỗi như thế nào. Nên em Trung nói có sắc mắt có trứng và tất cả mọi cái. Thì thật sự là có sao thì nói vậy mẹ đi cho nó xong, chứ đừng có kiểu lừa gạt, lừa đảo như vậy thì nó không có tồn tại được. Xe này em Trung bán cho anh chị lỗ vào tầm khoảng 60-70 triệu. Đây anh chị nha. Này, thấy vết đá chưa? Nó ngay góc này vẫn còn nha.
cái ụ này là đã làm lại nha. Vỗ lại này. Cabo này. Xe này là xe đổi màu nha, chứ không phải là xe màu zin của nó nha. Xe đổi màu nha anh chị. Đây. Thêm cái cánh cửa nữa này. Rồi rồi tiếp tục em ra đằng sau tiếp. Rồi em sẽ giới thiệu con Hyundai Getz này luôn. Anh chị nào coi được cái video này thì cái anh mà bán xe cho em coi được cái video này thì cứ coi lại. Đây anh chị. Keo chỉ này nha. Chỉ này là không phải là chỉ zin nha. À. Chỉ này là chỉ lô này, chạy lại này. Xe này bản thân của nó là này, bù lon ốc vít này sơn trồng lên cả ấy luôn nhá. Chứ không phải màu zin nhá. À. Có tét này. Mà tít. Em mua một cái xe zin mà cuối cùng về một cái xe lỗi. Đời cao cuối cùng là thành về cái đời thấp. Báo giá cho anh chị luôn. 125 triệu xe này em trung lỗ. Tầm khoảng 70. Tại em vừa rồi về em trung vừa vô thêm màn hình nữa kìa. Đó. Vừa vô cái màn hình luôn nha. Camera dê nữa. À. Làm bà mẹ mà chơi rắn keo kiểu này thì thôi chết. Đó anh chị thấy chưa? Đó cái sắt mắt có trứng. À, rồi mắt quên nó rồi. Nó chỉ có bị cái khúc đằng bên kia thôi. Xe này thì coi như nhớt số bơm xăng về em chung thay sạch hết nhá. Xe này là xe sơn lại chuyển đổi màu rồi. Chung phải một cái xe zin nữa. Rồi tiếp theo nữa là một em nữa là Hyundai Getz số sàn. Số sàn nha anh chị, đời 2009. Biển số Nha Trang. Thì xe này em chung cũng mới về. Thì xe này 2009 thì xe này thì thật sự là có chùm một nước sơn bên ngoài rồi nha anh chị. Có chùm một nước sơn bên ngoài rồi. Số sàn nha anh chị mà xe zin không lỗi nhá. Đời 2009 biển số Nha Trang. Tin không lỗi, em chung cái xe lỗi là lỗi mà không lỗi là không lỗi. Em cam kết với anh chị mà. Đây là người mua lầm chứ người bán thật sự là không có làm được nha anh chị. Rồi, Hyundai Getz 2009. Em chung bán cho anh chị với cái giá 155 triệu bớt cho anh chị 5 triệu nhá. Còn 150 thôi. Hyundai Getz 2009 trong này thì em nói em ạ. Anh chị là nội thất của em nó thì phải nói là cực kỳ là đẹp. Này. Đang còn nỉ zin luôn nha anh chị. Này. Đó. Thì hầu như toàn bộ là những cái dòng xe Hyundai này người ta chạy dịch vụ hết. Bản thân người ta chạy dịch vụ hết. Kinh tế mà. Nhỏ gọn mà. Thì để mà tìm một cái chiếc xe gia đình thì thật sự là nó rất là hiếm nha anh chị. Xe này số sàn đó. Em nó đã lên được cái màn hình Android rồi. Một số rồi anh chị. Đó. Nội thất rất đẹp. Đó. Còn đang thơm mùi mới. Thì xe này thật sự là em Trung vừa mới rửa về. Em Trung vừa mới đi rửa về nhá. Keo chỉ anh chị. Đây. Tất cả cái gì xe này thì toàn bộ là zin hết nha anh chị nhá. 150 triệu cho anh chị nào yêu thương nhanh gọn lẹ. Nội thất nỉ zin nha anh chị. 150 triệu. Anh chị thấy không? Đang trong thì vẫn đang còn zin nha. Khóa tem mặt tất cả các chị em đấy. Thế nào em chung những con xe nào mà lỗi là lỗi mà không lỗi là không lỗi. Chứ mất công là sau này anh chị mua về để mà tại sao cửa hàng em chung bán xe lỗi với lại cửa hàng em chung ở bán như này như kia tất cả một cái nữa đỡ mất công phiền hà. Thì em chung nói thẳng là cái kim trong bọc thì lâu ngày nó cũng lòi ra thôi, nên là mọi cái vấn đề đó thì anh chị yên tâm một điều, khi em chung bán cho anh chị
một chiếc xe, một chiếc sản phẩm thì có cam kết bằng văn bản lỗi chỗ nào và tất cả một cái, chứ không để sau này mà anh chị cũng gặp nhiều cái trường hợp mất tiền oan. Những người mà bán cho anh chị, em nói thẳng thật sự là những cái người mà bán cho anh chị mua lầm chứ bán không có lầm được, không ai được như em Trùng đâu. Em nói một câu chân tình. Thì đó, con Hyundai Getz này số sàn nha anh chị, đời 2009. Đời 2009. Xe này thì keo chỉ tất cả cái đều rin hết, có tắm lại một lớp sơn. Em Trung bán cho anh chị 150 triệu. Đó anh chị thấy không? Nhìn con xe này rất là đẹp. Mà anh em bán cho em con xe. Đó là lái ấy nha, cò lái với nhau. Em Trung lỡ là chuyển tiền trực tiếp rồi thì thật sự là thôi, không nói tới dài dòng, nói nhiều nữa. Đó, anh chị này. Đó. Tất cả cái thì đều ok. Đây, biển số của em nó đây anh chị. Biển số 79 nhá. Thì em Trung cũng vừa mới cho đi rửa về. Đi rửa thôi chứ cũng chưa phải làm gì hết. Nội thất thì cũng rất là tươi và đẹp. Nên anh chị quan tâm mẫu xe nào cứ alo trực tiếp cho em Trung theo số hotline 0962 494949. Em Trung tọa lạc tại đường Lê Hồng Phong, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng. Và nhớ đừng quên cho em Trung xin một nút like, đăng ký kênh, bấm chuông để tiếp tục xem nhiều xe cập nhật về cửa hàng em Trung theo thời gian và năm tháng anh chị. Đó thì em Trung còn loan quan đâu vài chiếc xe. Đó, và thêm cái con xe Li Fang này hôm vừa rồi anh nào mà có cọc cho em rồi thì gọi em lên một cái video này thì cũng coi được video thì gọi lại cho em nhé. Anh gì ở Bình Dương đó. Thì xe này em Trung đã làm xong hết rồi, dọn dẹp và chỉnh sửa cho anh lại hết rồi. Nên là đậu từng bữa giờ thì anh cứ gọi điện lại cho em Trung khi nào giao. Gọi lại cho em Trung nhé. Li Fang biển số 49A05791. Thì xe này em Trung đã ráp cho anh chị vô một cái màn hình rồi nhá. Thêm cái màn hình này. Này. Đó. Em Trung đã vô một cái màn hình rồi và camera dê sau luôn nhá. Đầy đủ rồi. Có camera dê sau. Đây, xe này em Trung vừa mới đi vườn về này. Đó, anh chị quan tâm cái xe này thì alo trực tiếp cho em Trung. Xe này là xe dép. Em Trung cũng có review hôm vừa rồi đi vô trong rừng á. Lướt sơ thôi chúng em cũng không quay cận cảnh và chi tiết. Xe này em Trung bán cho anh chị với cái giá 180 triệu. Alo cho em Trung đi, em Trung bớt tiếp nha. Đây là xe em Trung vừa mới đi vườn đi rừng về đó anh chị đó. Đất không ở đất. Lên, bởi vậy anh chị quan tâm mẫu xe nào thì alo trực tiếp cho em Trung nha. Đây em xe cứu thương. Em Trung có ngày hôm nay là anh chị nào mua thì em Trung bán nha, chứ em Trung không có con người để làm mà làm nữa. Anh chị quan tâm mẫu xe nào cứ alo trực tiếp cho em Trung nha. Thì tất cả những xe là em Trung đã nói rõ hết trên đó rồi, xe lỗi và xe không lỗi. Cũng rất là nhiều sự lựa chọn cho anh chị đó, chỉ có trăm mấy à. Còn cái xe dây trong nhà kia thì em Trung đó, cái xe dây kia thì em Trung bán rồi nhá. Bán khách, toàn khách ăn cọc rồi. Và còn cái xe VinFast Lút A 2.0 Turbo này thì xe này em Trung cũng vừa mới về thì xe này chạy mới được vài ngàn cây số, đang cho dọn dẹp. Thì xe này thì em Trung bán với cho anh chị với giá thì cũng rất là rẻ thôi nhá. Rất là rẻ. Hơn 800 triệu 2021. Phiên bản đặc biệt nha anh chị. Đó. Nên anh chị quan tâm mẫu xe nào cứ alo trực tiếp cho em Trung. Rất là nhiều sự lựa chọn cho anh chị. Thì thôi, tới đây em Trung kết thúc cái video. Anh chị quan tâm mẫu xe nào thì alo trực tiếp cho em Trung nha. Và cuối video em Trung chúc anh chị lại có thêm một
lần nữa là vui vẻ, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống.